chết hai còn một mới ra Thái Bình. Một là những đứa con họ Thiên ưu tú này, còn ở ngoài kia họ chạy theo cái trí học vấn, cái trí tuệ của đời. Thì năm loại thụ nói là khó độ, kiến cận á, giàu có, rồi Phật tử, con chiên, rồi mã tấu. Năm loại đó sư phụ không có độ được ở thời đại này. Nhưng mà khi sư phụ xong cái nhiệm vụ của cái màn này, hậu thế tự động sẽ không còn họ Thiên thế hệ thứ kế tiếp sẽ không còn gặp cái đó nữa. Người họa sĩ mà vẽ bức tranh, khi bức tranh có giá trị khi người họa sĩ không còn tại thế, nên nhớ cái đó là cái định luật. Tại vì chúng sanh á, cái ngã rất là cao, chúng sanh không phải dễ nói chuyện đâu, vợ chồng con cái anh em không phải dễ mà thuyết phục họ đâu. Thì họ Thiên, những đứa họ Thiên phải gán giữ chỉ có lòng sắt vững bền, tâm bền, gan bền, trí thì mới vượt qua tất cả. Họ Thiên nhìn thế giới nghe lời sư phụ nói, phải gán mình bền gan bền trí, vững lòng tin với Thượng Đế lúc nào, với Đức Thầy, với sư phụ lúc nào, với đạo Thiên Tâm, thì là mình có thể cứu cả dòng họ mình. Còn nếu mà mình bị cả dòng họ mình hoặc ngược lại thì cả dòng họ mình đều bị đọa trong luân hồi sanh tử. Cho nên mấy con là một người kéo cộng dây cả dòng họ mấy trăm người, muốn kéo hết mấy trăm người đi về thiên đàng thì mấy con phải giữ vững để mà kéo họ là ngược lại, chứ đừng có thấy họ số lượng đông mà mình bỏ cuộc nha. Nó rất là quan trọng. Ngày đầu tiên sư phụ nói cho gia đình sư phụ là sư phụ người đặc biệt, mười mấy anh em không ai tin hết, bị anh em nó quýnh quá trời luôn. Mày ý mày giàu mày nói mày con ông trời để mày không cho tao tiền hả? Tại nó lấy tiền sư phụ đặt phút bò không à, sư phụ mua mua hôm đó rồi cái ngày mai cái nó bán, thì mua nó xe mới ngày mai cái nó cũng bán, nó mất nữa, nó chỉ cần tiền mặt để mà nó chơi á. Thế anh mua 40 nghìn, nó ra nó bán có 20-30 à, trời ngày qua tao trả 40 nghìn tiền mặt, bữa nay mày mới bán rồi mày không có xe nữa thì sao, mua chiếc khác. Nó cứ thế mà làm khổ sư phụ nhiều lắm. Trong gia đình vậy sư phụ gắn nhìn nhục, đâu có tin đâu. Tại vì sư phụ nói là tiền này của Thượng Đế cho để mà lo cho những đứa con cho đạo Thiên Tâm. Không tin nó, ông là anh tôi, ông làm tiền là cũng như là tiền của tôi. À, trên đời nhiều cái ngộ vậy đó. Đừng có tưởng là anh em ruột sư phụ mà độ được. Lấy mày luôn. Hỏi sư phụ thì tức mẹ có một nó đưa tay như thế này sư phụ, còn cha thì đưa là hai ngón này, là sao phụ sư phụ? Và cái thứ hai nữa là sao lại 12 lại, bởi vì tôi cao tuổi rồi tôi muốn biết cho rõ để mình tin tưởng. Thì sư cũng không biết, tôi chỉ biết là Thượng Đế đẻ 12 người con trai, số 12, cái sanh 12 người con gái đầu tiên trong vũ trụ. Đó, biết vậy. Thì lấy cái số 12, rồi ở trên trời thì 36 tầng trời, nhưng mà ngày xưa thế gian trong kinh Phật nó có 12 tầng trời. Nhưng mà cái số 12 là tượng trưng cũng như cho về thiên địch. Thì mình lại cái gì cũng 12 cái nhang. Ngày đầu tiên mà sư phụ bắt đầu học mấy cái lễ nghi này là mấy vị ngủ mẹ ngũ hành dạy sư phụ. À, hồi xưa mỗi lần Tết á, thì chị sư phụ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh với những vị hộ pháp sư phụ là mấy ông rồng với mấy ông thiên tướng đông lắm, mấy vị Bồ Tát. Thì nói mấy vị mình nói ok, rồi mẹ ngũ hành tới thì sư phụ đốt 6 cây nhang. Mẹ ngũ hành tới, những vị bình thường mình đốt 3 cây nhang. Thì có 6 mẹ ngũ hành là mẹ châu Âu, mẹ châu Úc, mẹ châu Mỹ, mẹ châu Phi, mẹ châu Á, mẹ châu Thái Bình Dương. Mà hiện giờ mình chưa có châu Thái Bình Dương. Sau khi trận đại ông thủy sẽ Thái Bình Dương nó sẽ nổi lên một cái lục địa. Nếu Việt Nam mình nó không phải nhỏ như vậy. Đó thì sư phụ biết như vậy. Thì phụ là đốt 6 cây nhang lại 6 lại. Cái hồi cái tới, Phật mẫu tới thì mẹ mình thì sư phụ đốt
chính cái nhà. Cái hồi cái nói là cha đó để mà lì xì cho thái tử tài xưa mỗi Tết thôi mặc đồ đẹp vô. Thì là ở Đề Thi Long Sơn á, thì mấy gì hiện về thì sư phụ sinh hoạt Tết cũng giống người Trần vậy, cha lì xì với sư phụ, rồi cha chúc Tết sư phụ chúc Tết cha mẹ, rồi ông nhạc phụ là Long Dương Long Mẫu thụng chúc Tết. Thì khi đốt nhang cho cha là 12 cây nhang và 12 bông 12, cái gì cũng 12 12, số khác vậy đó. Thì sư phụ biết như vậy. Còn cái bắt ấn thì cha kiểu bắt ấn, thì mẹ bắt ấn kiểu đó, còn Phật thì bắt ấn kiểu khác. Rồi mỗi một vị đều có cái ấn riêng, ấn nào cũng màu nhiệm hết. Cảm ơn thầy, cảm ơn sư phụ. Ở trên trời á, nó sinh hoạt cũng giống như người chúng ta thôi, không có khác gì mấy. Chỉ có một cái là trên kia không có cái khổ như chúng ta, cũng không có nóng, cũng không có lạnh, cũng không có lo lắng về tiền bạc, cũng không có, nói chung là không có gì gọi là lo hết, không có gì gọi là buồn hết, mà chỉ có vui không à. Chúng ta chỉ có một ngày Tết, đó là ngày mà ngày xưa đó, khi nước Việt còn ở làng Chăm Bộ Lạc Bách Việt ở bên Tàu á, sông Dương Tử á, thì mình ở dưới đồng bằng, có người Trung Quốc bây giờ họ đuổi người mình đi tới nước Việt Nam bây giờ á, thì mình có đất ruộng lúa, mình làm lúa. Thì tới mùa xuân á, thì mình gặt lúa, thì mình ăn mừng là lúa, thu hoạch lúa, thì mình có cái Tết. Để mình chọn cái ngày đó duy nhất, để mình không có buồn trong 364 ngày kia lúc nào cũng bận rộn như con dòi phải không. Thì mình cho ngày đó ngày vui, 3 ngày Tết là vui, không có ai nói chuyện buồn. Để mình dành có 3 ngày vui. Ngược lại trên trời, không có thời gian, nhưng mà ngày nào cũng vui, ngày nào cũng Tết. Ở trên chỉ có những tại sao ngày nào cũng Tết là vì xuân á. Ở trên đó là có những cái hoa hàng nghìn năm nó nở một lần. Dưới thế gian mình có những cái hoa đúng mùa nó mới nở. Cho nên ở trên những tiên nữ như chúng ta, mấy con là cõi tiên nhiều, thì cứ đi ngắm hoa không à. À lại chỗ cái hành tinh đó hay cái vùng đó để mà coi hoa bữa nay nó nở, nó bữa giờ 10.000 năm mà nó mới nở một lần. Có những cái cây nó còn biết ca nữa kìa. Chim biết nói chuyện là chuyện thường á. Nên đời sống chúng ta là như vậy. Nhưng mà vì ở trển chúng ta không có trân trọng đời sống đó. Khi cái gì mình có rồi mình không bao giờ quý nha. Giống như mấy con á, trước khi mà có chồng thì mong có người chồng bình thường đàng hoàng. Nhưng mà thằng chồng nó bình thường đàng hoàng chưa chắc mấy con cũng dữ nó. Nó cũng phải có cái điểm gì mình không thích, cũng muốn bỏ nó lấy chồng mới. Là vì tam tánh của chúng ta lúc nào cũng muốn mới và hơn không à. Không có ngừng nghỉ tiến bộ. Ngừng nghỉ tiến bộ không có nghĩa là ngừng nghỉ để mà lấy cái mới mà bỏ cái cũ. Đó là tại sao khi xuống trần cái con phải nhớ những cái thời hàng vi của mình thì ít có bị tạo nghiệp. Và nhớ những cái người hôn, những người tốt trong đời mình, để mình có cái tấm lòng gọi là biết ơn, uống nước nhớ nguồn. Ai làm cho mình mỗi ngày ba nụ cười, đó là tại sao thiên tâm chúng ta gieo giống mỗi ngày làm ba nụ cười thì tự động mình cũng cười thì mình không có bệnh. Và đồng thời mình cũng có ba người bạn tốt, còn hơn là mình không có gieo ba nụ cười thì ngày đó mình chưa chắc có người bạn nào mới tốt. Ở trên trời chúng ta không có trân trọng đời sống. Khi đến một cái không có hết phước á, thì chúng ta mới ngồi ở đây để mà tạo phước trở lại. Cách tạo phước chỉ có mang thân người mới tạo phước. Sanh ra là vô thường, chết là vô nghĩa. Có những con thấy á, ở bên Hamas hay những đất chiến tranh á, hay là Covid, con thấy á, nhiều lúc đi vô bệnh viện rồi xong người ta dục như khúc củi, không có kịp làm đám tang, cũng không có lời chăn chối. Đời sống vô thường như vậy, tại sao chúng ta không nhìn thấy? Giàu có đâu có nghĩa là đâu có quan trọng gì đâu, chỉ là đủ thôi mà. Cái quan trọng là chúng ta phải ngồi thiền để mà nghe cái linh hồn của chúng ta nó muốn cái gì á.
Còn chúng ta cứ chạy theo, ngày nào cũng 7 giờ sáng mở cửa tiệm neo, chiều 9-10 giờ hãy có khách tới, chơi luôn tới 12 giờ nữa, thì chúng ta không có đúng. Chúng ta không có không, chúng ta ép cái linh hồn chúng ta quá đáng, tức là ăn hiếp nó đó. Khi chúng ta ăn hiếp nó nhiều quá thì có một ngày á, giống như lò xo nó bung ngược lại á, nó bung ngược lại thì gia đình đổ nát. Còn nếu chúng ta cứ cân bằng, làm vừa đủ, vừa tiếng đồng hồ đọc kinh cha mẹ, nửa tiếng đồng hồ ngồi thiền, mấy con sống đời sống là như thần tiên ở tại thế. Một ngày chúng ta sống một người hiền lành đàng hoàng ở thế gian, chúng ta sẽ được về trời giữ giới luật 12 giới. Nếu không giữ được giữ giới đầu tiên là cũng như là ngũ giới của Phật giáo rồi, nhân lễ nghĩa chế tính, thì chúng ta cũng được về trời rồi. Trong đó là một cái giới đầu tiên của thiền tâm là cũng giống như là ngũ giới vậy đó. Khi mà chúng ta xuống như này mà chúng ta cứ ép cái ép xác để mà làm tiền, rồi cuối cùng thấy hồi nãy một đống đệ tử, con bị nhức đầu, nhức chân, người tiểu đường, đó là gì? Chúng ta không có thời giờ để mà ăn uống, ăn quẹt quẹt thì nó thành tiểu đường thôi. Rồi chúng ta cứ ngồi tối ngày cứ khom lưng, thay thì mình ngồi 4 tiếng 5 tiếng rồi mình dùng thời gian mình lại sám hối. Lại sám hối cũng là tập thể dục và xả nghiệp cùng một lúc. Mấy con sẽ hoài hôm nay đâu có bệnh đó đâu, mạnh khỏe nữa. Mà giàu cho mình có cố gắng thêm, chưa chắc mình dư được đồng nào trong băng nha. Con mình nó ỷ lại, mấy thằng con mình nó khôn lắm, trai gái, ồ má, nó không có đâu, nó đâu biết má làm ngày 15 tiếng, nó chỉ biết má đem về nhà tháng 50.000, thì nó canh theo cái số tiền của mấy con mà làm được á, nó xài theo cái đó. Còn nếu mà nó mà biết con làm tháng 5.000 thì nó cũng canh theo cái số tiền của mấy con làm được, nó sẽ ít lại, nó khôn lắm con biết không. Nhưng mà ngược lại nó không bao giờ nhìn là má nó làm 50 tiếng hay là 5 tiếng. Đó là sự thật đó, gắng nhìn lại đi, để mình chỉnh đổi cái đời sống của mình chút. Qua đây ngồi cho nó mát nè. Trời lên nắng rồi ha. Đây là gió bởi vì khi cái đạo mới của thiên tâm ra đời, trong tương lai nhân loại là những người thông minh thời đại gọi là robot không à, AI đó, thì nó phải thích ứng của thời đại sau, tức là làm người cho đúng kiếp làm người. Còn khi tu trong đạo thì mình phải giữ giới cho đúng, mình không có phải là buông bỏ, giống như bên đạo Phật thọ Bồ Tát giới. Mấy con có 4 cái nón, mà một người bạn đạo mình sinh mình mà mình ích kỷ, mình không cho, mình phá hết cái công tu tập cả đời mình. Tha giới tức là chỉ được giữ có 3 món thôi. Còn thiên tâm chúng ta không có. Thiên tâm là cha mẹ thượng đế muốn con cái dùng cái giàu có cho mấy đứa con sẽ giàu có trong tương lai giống như sư phụ. Mà phải dùng giàu có mà không chấp vào giàu có, mà phải đi ra thương người, phải dùng tiền của mình ban phát ngược trở lại cho những người không có đủ cái điều kiện và sống không có đúng cái nơi để mà tạo ra và làm những cái chuyện hữu ích cho thế gian. Tại vì khi có tiền mới biết được ai là ai, con biết không? Còn nói chuyện ai nói kiểu nào cũng được hết. Bây giờ sư phụ nổi tiếng khắp thế giới,
Thí dụ có thể làm nón để tên Thí dụ đặt đầy ở ngoài chợ dừa để mà gieo cái đạo thiên tâm cho nhiều người biết, cũng vừa làm tiền luôn. Như kiểu campaign như ông Trump nhảy cây viết cũng tên Trump này đó. Thí dụ làm được xong được. Thí dụ thông minh mà, ngàn kế. Thí dụ là người thương mại trên thương trường của Mỹ mà, tại sao Thí dụ không làm? Đó là gì? Thí dụ muốn thử lòng nhân loại, lòng chúng sanh, lòng người, người Việt, người Mỹ có phải tự động theo Thượng Đế về trời hay không? Chứ Thượng Đế không có thể nào mà đánh cái đích mình, đuổi mình đi về trời được. Tự miệng mình thôi, tự tâm thì mình mới ngồi đây. Là vì chúng ta là người cõi trời xuống, chúng ta quên đi. Nhưng mà cái lại gia thức á, nó bị cuộc sống mỗi ngày cứ làm cho che phủ mù mắt. Những cái mình cứ chạy theo đời, mình quên đi cái chân lý của nó. Đó là linh hồn của chúng ta, nó sẽ bất tử và nó sẽ học những cái xấu và những cái tốt mà của cái xác phàm là tạo ra, rồi nó đi vào cái tiền, cái hậu kiếp. Cái hậu, hôm nay chúng ta làm bao nhiêu chuyện ác thì cái hậu kiếp nó sẽ lãnh những cái ác đó, những cái nghiệp đó. Chứ Thượng Đế không có thể nào quảng cáo hay là kêu người ta lên thiền Bát Nhã. Chứ phụ là người lái thuyền Bát Nhã cùng với Đức Huỳnh Phú Sổ. Ngài là chèo lái, phụ là chèo mũi. Chứ thiền hôm nay nó cũng còn thưa lắm á. Nó có thể chứa được 8 tỷ người. Nhưng mà đâu phải dễ tìm được 1 tỷ người ở đời này cùng với phụ đâu. Cho nên giờ rất là thưa thớt. Phụ không có quảng cáo, cũng chẳng có cầm một em bé, ẩm em bé rồi lên hình ảnh. Mấy cái hình ảnh mà con thấy trên mạng á, toàn là mấy đệ tử tự nó làm không? Không, chưa kêu đứa nào làm gì hết. Hỏi đi, từ ở đây qua Cali hay bên Việt Nam, nó thương nó làm thôi. Chưa bao giờ cho một đứa nào, một đồng bạc nào mà làm YouTube hay là Facebook. Chưa bao giờ. Cái đạo chúng ta là thiên nhiên và tự nhiên, như vậy mới thử được lòng người. Chứ còn mà giống như sự về đây mấy ngày hôm qua xuống cái trường, mấy tụi nó vô nhà, tụi nó giật mình á. Chứ mà muốn đông đâu có khó, chỉ cần in quảng cáo hay lên cái kênh của Thụ nói là ngày hôm nay Thụ tới chừng một tháng trước đi, không thôi không có làm vậy. Thụ chỉ gieo duyên thiên nhiên tự nhiên, những người đứa con họ thiên nào mà quan tâm tới Thiên Long Giang, quan tâm Thụ tự động sẽ biết. Còn những đứa con mà hờ hợt lơ lờ thì hôm nay không có mặt. Thụ cứ làm vậy thôi, tức là mình gieo một cái lòng chân thành. Và đồng thời, chúng ta là những đứa con đầu tiên của Thượng Đế, của Đạo Thiên Tâm. Chúng ta không có cần phải phô trương và chúng ta cần phải khiêm tốn. Cũng không có cần đi về nhà để quảng cáo Thiên Tâm hay là thế này nọ. Mình càng quảng cáo với cái trí thức của họ thấp á, họ phản bác ngược lại á, thì lúc đó họ sẽ bị mất duyên một đời này. Mình cứ để bình thường, tự nhiên thôi. Khi nào luật của Phật, ai ba người đến hỏi Pháp thì Phật giảng Pháp. Chúng ta không có nên gieo cái Pháp cho một người không có muốn nghe, thì người đó sẽ phỉ báng và họ sẽ bị khẩu nghiệp á, nhất là những người thân xung quanh mình. Mình đừng có tưởng bản thân của mình 50 năm ăn nhầm ngủ về với mình mà mình nói họ nghe đâu. Vì cái phước và cái nghiệp của mỗi người đều khác nhau. Họ không có đủ phước để đi về trời ở một cái đời này. Còn các con đủ phước thì mình đi trước, mình sẽ thành bà tiên. Rồi lúc đó mình sẽ trong cõi vô hình, mình bay xuống, mình tìm những người đó, mình nói chuyện sao thì họ mới tin. Cho nên sư phụ đa số là độ những đứa Phật tử, đệ tử mà gọi là xuống đây là gọi là sứ mệnh đó, giúp sư phụ. Giống như kiểu Thụ Ba cốt nó cũng rồng nè, nhỏ là cốt tiên, có nghĩa là ẩm thú cũng là những cốt rồng, thì nó có quyền lực ở tiền kiếp. Khi sư phụ nhập thế thì tụi nó nhập theo ở cái tuổi chung chung vậy nè, thì sư phụ đi trong cái vô vi để mà độ nó. Cũng giống Nhân Khanh ngồi đây, nó bị bệnh migraine gần cả đời ở New York, mà sư phụ để cái tay lên hôm nay nó hết bệnh mà nó làm thơ được. Đứa này cũng bị, đứa nào cũng bị hết. Thì khi cái nguyện lực và cái gì mà mình muốn làm trong đời mà mình chưa làm được á, nó sẽ sanh ra bệnh. Mà khi mà mình làm được rồi, mình tìm được cái nơi rồi, mình tìm được cái con đường rồi, thì tự nhiên mấy cái bệnh nó cũng đi hết theo luôn.
cũng giống như bà con của ông Long Dương và sư mẫu bây giờ đó. Trước khi gặp sư phụ, trời ơi, bệnh nhức đầu kinh niên, cho nên gặp sư phụ là tự nhiên hết bệnh, nắm tay cũng hết bệnh. Đó là có sứ mệnh, cho nên con thấy nhiều cái nó ngộ lắm. Ở trên khi mình có nguyện lực như thế nào thì là cái nguyện lực đó nó sẽ đi theo mình đời này và đời sau. Những đứa đệ tử họ thiên á, trên thế giới á, phải giống như sư mẫu. Hồi xưa bà lập nguyện thời, bà đốt tờ giấy như nè: có nguyện thời với cha, tức là thượng đế mình á, sẽ theo trung thành mãi mãi phò thái tử. Thì bà mới cưới được sư phụ. Phải có nguyện thời. Mấy con học ra high school hay là đại học, hay là ông Trump làm tổng thống, hay là ông thị trưởng, hay là bất cứ cái gì, đều có nguyện thời đúng không? Sư phụ xuống trần phải có lập nguyện. Phật Bà Quan Thế Âm cũng lập nguyện. Rồi ngài Địa Tạng cũng vậy, địa ngục trống không không thành Phật. Rồi ngài Di Đà cũng vậy, sư phụ cũng phải lập nguyện, cha mới cho xuống. Là thế giới này còn sự bất công, còn cộng sản, sư phụ không có thành Phật. Sư phụ sẽ ở đây làm tiếp tục. Có ai dám thời kiểu đó? Ngày xưa sư phụ nói trên mạng, ồ, thế giới làm gì không có bất công. Ta nói không còn năm cái ác thì sẽ không còn bất công. Tại mẹ nói con sẽ thành Phật đời này. Hồi bữa lập ngày mà khai đạo, kỷ niệm khai đạo ở bên Cali hồi tháng trước. Và lúc đó cha nói sư phụ, khi con làm lập cái đạo xong ở đời này, con sẽ đi những cái thành tinh khác, họ cũng rất là cần con. Tại cái nghề của sư phụ là nghề lập đạo, cũng giống như nghề sửa ống nước vậy con thấy không? Cho nên đời đời kiếp kiếp ở cõi địa cầu này, sư phụ nói hầu hết tất cả các đạo là đều do tiền thân của sư phụ lập ra. Tại vì ở trên á, cha tạo ra cái cơ thể sư phụ bằng hóa thân. Những cái bi trí dũng cha tạo vô trong cái a lại do thức sư phụ, nó chỉ biết cái chừng đó thôi. Kêu sư phụ làm chuyện xấu sư phụ không có biết làm, từ nhỏ luôn. Người kêu sư phụ làm một nhà chính trị mà ác, chỉ là có trí và có dũng mà không có bi, sư phụ làm cũng không được. Mà bi nhiều quá là ngồi chỗ mà để cho mặt dân chết trước mặt mình mà không làm gì, sư phụ làm cũng không được. Cho nên ba cái nó cân bằng. Các con cũng phải tập bi trí dũng, nhưng mà bi trí dũng thấp thì nó lên cái độ này thấp, lên tới tầng thứ hai nó cũng phải điều. Chứ giờ bi trí dũng mà nghiêng nghiêng á, cũng không có đúng. Ví dụ mình có trí có dũng mà bi cũng ít quá thì lúc đó mình cũng có một chút tạo nghiệp á, sân si á. Khi chúng ta tái sanh lại thân người, chúng ta đâu có nhớ gì đâu. Còn riêng sư phụ thì mấy vị dạy, mấy vị cho. Rồi đến thời mà hôm nay, tại sao sư phụ lại nói ra những cái pháp môn và những cái mà trong kinh điển không có, và tất cả các vị thầy cũng thừa nhận, nhưng mà mấy vị thầy không dám nói, sư phụ dám nói, thì mới gọi là chuyển lưng thánh dương. Trong kinh điển Phật giáo cũng có nói chuyển tức là chuyển kiếp tái thế. Ngài Đạt Lai Lạt Ma tái thế 14 lần, sư phụ là chuyển lưng thánh dương. Trong kinh điển đều có nói về sư phụ. Là vì thế gian tôn sùng cái chữ thánh thì cho là thánh. Vương thì là thiên tử, con của trời. Chuyển lưng thánh vương không phải là bình thường mà thu ngồi đây. Tại vì cái quả địa cầu này cần nâng cấp lên 4D. Hiện giờ mình sống 3D. 3 dimension, 4 dimension. Thì khi vào thời thượng của ông Thánh Đức thì nhân loại sẽ có một cái cách sống mới. Thì vị chuyển lưng thánh dương phải nói lên những cái sự thật, những cái pháp môn mới để cho nó hợp ở cái thời đại AI. Thì sư phụ nói lên cái đạo này, lập ra cái đạo này. Ngày xưa sư phụ lập cái đạo ông giáo, chỉ kêu người ta ăn hiền ở lành, không có kêu ai ngồi thiền, cũng chẳng kêu đọc ngũ bồ chú, cũng chẳng có kinh chú Lăng Nghiêm hay là Đại Bi như ngày hôm nay. Hôm nay vì con người chúng ta khôn hơn thời xưa, thời cưỡi ngựa bắn cung, thì chúng ta cần phải ngồi để mà lắng nghe cái xác phàm, phải lắng nghe cái linh hồn nó muốn cái gì. Nó muốn bình an thôi hả, chứ đâu có muốn giàu. Giàu thì ai cũng muốn á, nhưng mà giàu rồi không có sức đi shopping á, mấy con có thấy buồn không? Bây giờ bệnh á, mà hãy đi vô shopping tiếng hồ cũng thở mệt á, vì có tiền để làm gì.
bốn mấy tỷ của bà Trương Mỹ Lan để làm gì? Để lãnh cái viên thuốc độc à? Suy nghĩ đi. Cho nên mình làm gì mình phải cân nhắc. Cái thằng hồn nó là chủ, phải xác là tớ. Còn đa số chúng ta 80-90% cho cái xác là chủ, cho cái hồn là tớ. Còn những cái người mà không có trí, họ cho là nhiệm vụ cao cả, mẹ phải lo cho con, mẹ phải hy sinh đời mẹ để củng cố đời con, cha phải hy sinh đời cha hối lộ để củng cố đời con. Cho nên đảng cộng sản đa số họ nghĩ họ làm vậy là đúng, nhưng mà thật sự đời con của họ có phước họ mới hưởng, không có phước đời con á dùng cái số tiền đó làm những cái chuyện tạo nghiệp nữa. Cho nên nó mới có câu chuyện cái thằng mà nó bị tử hình á, trước khi tử hình á, người nó hận nhất là mẹ nó, tại vì mẹ nó không có biết dạy nó. Ở Việt Nam có cái bài báo nói coi đi.